Viện bảo tàng này cất giấu một kho báu lạ thường. Đó là những hạt sen cổ. Chúng được phát hiện tại một điểm khai quật lịch sử ở Hàn Quốc. Tuổi của chúng được khẳng định là khoảng 700 năm. Một trong số hạt này đã nảy mầm chỉ trong thời gian ngắn sau khi được khai quật. Hạt cây nảy mầm sau 700 năm ngủ yên. Đảo Papua Indonesia. Tại sao hạt sen ở phương đông này lại có thể ngủ yên trong suốt chừng ấy năm? Rất đơn giản là vì nó chờ thời điểm thích hợp để phát triển. Vào lúc cao điểm của mùa khô, các vụ cháy rừng tăng mạnh. Với nhiều loài vật thì đây là chạy đua chống lại thần chết. Các vụ hỏa hoạn khiến cho khu rừng trở nên hoang tàn. Tuy nhiên, một số loại cây lại chờ mong ngọn lửa. Giống như quả cây phi lao này, chúng chờ đợi nhiệt độ tăng cường đến ít nhất 200 độ C để mở ra và giải phóng hạt. Những cây này cũng là một phần của luồng khí nóng dẫn lửa. Điều gì quan trọng đối với hạt có cánh của chúng? Sau khi hỏa hoạn đi qua, hạt phi lao hạ cánh xuống mặt đất được tăng độ phì nhiêu bởi tro bụi và trong một không gian thoáng đãng. Không có những cây khác cạnh tranh, đồng nghĩa với việc cây con có nhiều ánh sáng hơn. Ainsi,
Vì thế những cây phi lao xám chỉ gieo hạt của mình sau khi ngọn lửa tiêu diệt tất cả những gì phủ bóng tối lên thế hệ tương lai của chúng. California, Mỹ. Sinh vật nào lớn nhất trên hành tinh? Đó không phải là cá voi xanh mà là một cây tùng khổng lồ. Sinh vật này cao khoảng 100 mét, tương đương với tòa nhà 30 tầng. Một khi đã đạt đến độ cao này, có nghĩa là nó đã kháng cự được vô số trận hỏa hoạn. Cũng giống như phần lớn các cây tùng khổng lồ khác, nó còn mang những vết cháy trên thân. Cây tùng này đã sống sót sau khoảng 80 vụ cháy rừng. Thậm chí có khi nó còn bị thiêu đốt suốt 7 ngày. Sức chịu đựng trước ngọn lửa của nó thật đặc biệt. Vỏ cây tùng khổng lồ này có thể dày đến 1 mét. Lớp vỏ của nó không cứng mà mềm mại và xốp. Có khả năng giữ ẩm tuyệt vời. Biện pháp tốt nhất chống lại ngọn lửa chính là sử dụng đồ ẩm chứ không phải sự cường tráng. Đó là cách mà cây tùng tự bảo vệ mình trước ngọn lửa, và ngọn lửa cũng là thứ mà chúng cần để bảo đảm cho sự sinh sản. Bởi quả cây này cũng rất cần đến độ nóng như lò lửa để tự mở ra. Đó là lý do tại sao công viên quốc gia Tùng Đỏ lên chương trình mỗi năm một lần, tạo nên một trận hỏa hoạn có kiểm soát để cây tùng gieo hạt. Một vài cây không đủ để tạo nên rừng, mà muốn thành rừng thì phải nhờ đến ngọn lửa. Nam Australia. Thực vật bờ biển đã biết cách sống chung với gió. Cây này không phải bị ngã mà là nó mọc xuôi theo chiều gió. Bởi không thể di chuyển nên cây cối phải thuận theo môi trường để thích nghi tốt hơn. Vì thế, những cây bồ công anh cũng thích được di chuyển theo gió và cố sức mọc lên mức cao nhất có thể. Hoa của bồ công anh có hình cầu cho phép hạt của nó phát tán dù gió thổi theo hướng nào. Cây cối sử dụng sức mạnh của thiên nhiên để phát tán hạt giống. Gió là một trong số đó. Nhiều loài khác lại tận dụng những cơn mưa. Cây hoa vị tiên ở vùng đầm lầy mọc bên bờ nước. Một khi các cánh hoa rơi xuống nước, ngọn hoa mở rộng ra. Các hạt hướng lên trời ngóng đợi.
được phân bổ trong các mỏng khác nhau, các hạt cây gia tăng cơ may được di tản. Sau khi được giải phóng nhờ hạt mưa, chúng nảy mầm trong nước. Ở cực đông đảo Jeju, hòn đảo nhỏ Tokisom được phủ hoàn toàn bằng thảm xanh thực vật. Để phát tán hạt của mình, cây cối trên hòn đảo nhỏ không người ở này dựa vào yếu tố còn mạnh hơn cả gió hay mưa. Hoa bách hợp Bengal bao phủ một phần ở phía nam của hòn đảo đến từ Thái Bình Dương. Vào tháng 7, hoa bách hợp phô bày những cánh hoa ngát hương. Khi những cánh hoa đã tàn, noãn hoa bắt đầu phình to lên. Kết quả là mỗi chùm hoa có đến hơn 20 chiếc nang có kích thước bằng quả óc chó. Hạt hoa bách hợp không ở lâu trên bờ biển. Cây từ lâu đã chuẩn bị cho cú ngã này bằng cách phình to noãn hoa. Mặt biển luôn nằm ở điểm rơi cuối cùng của bờ dốc. Hạt hoa bách hợp dễ dàng được nước mang đi. Vì thế, chúng có thể vượt qua đại dương từ phía nam cho đến tận đảo Jeju. Những con hải cẩu này cũng là những nhà du hành lớn. Chúng đi lại giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Một hành trình dài 3.500 km. Có rất nhiều hạt cây đi theo hải trình này. Nhờ vào những hạt giống kiên cường này mà cây cối luôn chinh phục được những vùng đất mới. Vào cuối mùa thu, mặt trời mất dần sức nóng và nhiệt độ ban đêm xuống dưới 0 độ C. Trong những đêm lạnh này, cây Eusudon Escicus thuộc họ hoa môi còn có màn trình diễn độc đáo hơn. Dưới mặt đất, nhiệt độ cao hơn 0 độ C nhưng băng giá vẫn đe dọa sự sống của cây. Vì thế, các rễ của cây này di tản nước có trong thân cây và nước này nhanh chóng bị đóng băng.
Sau vài ngày, thân cây chết nhưng lớp băng mà nó sở hữu tạo nên lớp cách nhiệt với bộ rễ. Vì thế, sự hy sinh thân cây cho phép Isodon Escites sống sót qua mùa đông. Đây là mùa chết. Loài thực vật nhỏ dưới nước này cũng bị tàn lụi. Phần lớn các loài cây trụi lá hoặc biến mất. Nhưng ở đây vẫn còn một loài cây ngoại lệ có thể cho ra quả trong mùa đông. Le gui fructifie en hiver. Tại sao nó sử dụng chiến lược này? Nó dựa vào chim chóc để phát tán hạt. Chim chào mào tìm gì đó để ăn. Cherche de quoi manger. Thức ăn của chúng trở nên khan hiếm vào mùa đông, nhưng trên những nhánh cây tiêu điều, những thảm thực vật vẫn còn tồn tại và rất dễ nhìn thấy. Loại cây này chờ đến mùa lạnh giá là để cho chim chóc dễ dàng phát hiện ra quả của nó. Quả cây chứa rất nhiều đường bởi vào mùa này, nó có rất ít đối thủ cạnh tranh. Và nó còn có kích thước lý tưởng đối với mỏ chim. Chim chào màu vành tai nâu đóng vai trò thiết yếu trong việc phân tán hạt cây tầm gửi này. Còn một chi tiết nữa phải kể đến. Tầm gửi là loài cây bán ký sinh. Chúng chỉ sống được khi bám chặt vào thân cây khác. Chúng sản sinh ra loại hạt rất đặc biệt. Đó là những hạt nhỏ mọng nước được bao bọc bằng những sợi nhầy dính có thể kéo dài đến 1 mét và không bị chim tiêu hóa. Các sợi nhầy bao bọc hạt có đặc tính kết dính dẻo dai trước sức gió lớn. Hạt cây cuối cùng được kết dính vào một nhành cây và cuối cùng đâm thủng vỏ cây để nảy mầm. Ngoài nước và chất khoáng lấy từ cây chủ, hạt nhỏ này còn hấp thu tất cả thành phần cần thiết giúp nó phát triển. Ở những loài cây khác, hạt cây được trang bị theo một kiểu như hẹn giờ. Đồng hồ hẹn giờ này ấn định thời điểm các hạt có thể nảy mầm. Và đây là con vật lên dây cót cho nó. Vào mùa đông, dê núi tìm ăn những quả nho khô phương Đông.
Do lớp vỏ bọc bên ngoài quá cứng nên nho phương Đông chỉ có 1% cơ hội tự nảy mầm. Cơ may của chúng tăng lên 30% nếu như được đi qua đường ruột của dê núi bởi lớp vỏ được làm mềm ra dưới tác động của axit dạ dày. Hạt cây chờ thời trong kiến di chuyển liên tục của dê núi. Chính vào lúc này nó sẽ bắt đầu hành động. Để sinh tồn, cây con phải tách xa mẹ và tránh sự cạnh tranh. Vì lẽ đó mà sự nảy mầm chỉ diễn ra khi chúng đã được mang đi xa. Được trộn lẫn với phân ghê, hạt cây được hấp thu nhiều dưỡng chất, chúng nảy mầm trong điều kiện tuyệt vời. Sự mạnh mẽ của một số hạt cây đôi khi tạo ra mối đe dọa, nhưng là nhân chứng cho cả một nền văn minh. Những ngôi đền ở Campuchia từng bị xiết cổ và hủy hoại bởi những cây to. Những hạt cây đầu tiên do chim mang đến đã bén rễ giữa những hòn đá cho đến khi những hòn đá này bị bật lên. Ngày nay, điều trớ trêu là nhờ vào những cây này mà những di tích ấy còn đứng vững. Thực vật đã hòa mình cùng với công trình. Cho đến khi cây chết, đền đài mới bị sụp đổ. Những cây đang níu giữ cả một nền văn minh trong vòng tay của mình là những cây đa, cây đề thuộc Chi Sung. Hiện tồn tại 800 loài khác nhau trên thế giới, hạt của chúng được hàng chục loài động vật phát tán, trong đó có chim.